Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Vườn Hà Đăng. Thì ở video trước đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn về một số tiểu cảnh sen đá rồi. Và hôm nay thì mình vẫn giới thiệu cho các bạn về một loại sen đá mới nhé. Cái sen đá này thì cũng khá là bắt mắt vì cái màu xanh mướt của nó. Đấy chính là sen đá sedum xanh. Thì đây là hình ảnh cây sen đá sedum xanh mà vườn mình đang cung cấp nhé. Thì đây là một cái mẫu sen đá mới mà vườn mình đang có này. Đây là sen đá sedum xanh như mình vừa nói nhá. Thì bên mình là đã được trồng vào trong cái chậu treo này. Các bạn có thể về trồng để treo ban công, tạo cảnh quan cho không gian của bạn. Hoặc là các bạn nếu mà thích thì các bạn cũng có thể trồng vào một cái chậu để bàn. Cái này để bàn cũng rất là đẹp. Tại vì nó là thuộc cây thân bụi và sống lâu năm nên là nhìn rất là đẹp. Và nó có màu xanh rất là mướt mắt luôn. Thì ở video trước mình cũng đã giới thiệu về cái công dụng của cái loại cây sen đá này rồi. Đấy chính là để bàn này, hoặc là để thu hút những cái tia bức xạ từ điện thoại hay là máy tính ấy, để gọi là giảm những tác hại xấu đến da của mình hay là thị giác của chúng ta đấy. Đấy chính là về cái công dụng nhá. Hoặc là nó cũng sẽ thu hút cái tài lộc hay là may mắn đến cho gia chủ mà sở hữu cái chậu sen đá này. Thì không biết là các bạn nhìn cái chậu sen đá này có thấy giống cái chậu sen đá chuỗi ngọc không ạ? Cái cây này cũng mình cảm thấy rất là giống sen đá chuỗi ngọc nhá. Nhưng mà các bạn nên để ý kỹ. Tại vì sen đá chuỗi ngọc thì nó sẽ dày hơn, lá dày hơn, mập hơn. Và nó gọi là chi chít giống như một con sâu rất là to. Còn với cái sen đá sedum xanh này thì như các bạn nhìn thấy là lá rất là mạnh, rất là mạnh và nó cũng rất là mỏng manh, nó không được cứng cáp như với cái cây sen đá chuỗi ngọc kia. Còn về cái cách chăm sóc thì là sen đá trước đây thì mình cũng nói sơ sơ thôi nhá, tại vì cái cây này là thay cây thân mọng nước nên là các bạn chỉ cần tưới một tuần một lần thôi cũng được, cùng lắm là một tuần hai lần thôi, tại vì nếu mà nó úng nước thì là cây sẽ rất là dễ chết. Cái sen đá này thì cũng rất là dễ trồng. Cái cây này là cây ưa sáng nhưng mà cũng không chịu được ánh nắng quá gắt này hay là ánh nắng trực tiếp chiếu vào cây nhiều, thế nên là các bạn cũng có thể trồng để ở trong nhà được. Và khi mà các bạn trồng ở trong nhà ấy, thì nó sẽ rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta, tại vì như mình vừa nói là nó sẽ thu hút những cái bức xạ hay là bức điện tử ấy. Mình cũng đang sở hữu một chậu sen đá nhưng không phải loại này, cũng rất là tốt luôn. Tại vì sen đá có rất là nhiều loại nên là các bạn muốn sở hữu loại nào cũng được nhá, chỉ cần là sen đá thôi cũng rất là tốt rồi. Thì vừa mình đang cung cấp rất là nhiều loại sen đá. Sen đá thì nhân giống cũng rất là dễ, tại vì cái cây này là cây thân bụi nên là các bạn cũng có thể tách bụi. Một chậu như thế này là rất là nhiều bụi luôn nhá, các bạn cũng có thể tách thành nhiều chậu cây giống nhỏ khác nhau. Thì ngoài cái cách nhân giống là tách bụi ra, đây là một phương pháp rất là an toàn và có tỷ lệ thành công cao nhất này. Thì các bạn cũng có thể nhân giống một cách dâm cành, tuy nó hơi lâu một chút và nó cũng không tốn kém lắm nhưng mà tỷ lệ của nó sống thì hơi thấp. Thì mình khuyến khích là nếu mà các bạn nhân giống thì các bạn cứ tách bụi ra cho an toàn. Đây là phương pháp phổ biến rồi. Còn các loại sen lá khác thì các bạn có thể nhân giống bằng cách lấy lá nhân giống nhá. Như thế thì cũng chi phí rất là thấp thôi, nhưng mà khả năng thì để nó ra cái con khá là thấp. Nhưng mà nếu mà các bạn biết cách để nhân giống thì cũng rất là hay. Thì đây là mẫu sen đá sedum xanh bên vườn mình đang cung cấp nhá, chậu treo luôn. Thì ngoài cái chậu treo, loại treo này ra thì bên mình cũng có rất là nhiều cây hoa trồng trong chậu treo để trang trí ban công này. Ví dụ như là cái hoa đèn lồng. Đây là hoa đèn lồng nhá, các bạn nhìn hoa rất là xinh đúng không ạ? Màu hồng, có cả màu tím luôn ạ. Màu tím thì cũng rất là đẹp, hoa thì cũng rất là xinh. Đó. Đây là hoa cẩm tú mai này, hoa quanh năm nhá, màu tím rất là mộng mơ luôn. Và một loạt các loại hoa khác luôn ạ, rất là nhiều loại hoa nhá. Và ở sâu trong kia thì bên mình cũng có hoa nhất chi mai ở sâu bên trong kia, nhưng mà chắc là các bạn cũng không nhìn thấy rõ đâu ạ. Đó, rất là nhiều loại hoa. Và nếu như mà các bạn thích hoa gì thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0972 917 280 để bên mình sẽ tư vấn các loại hoa mà bạn muốn trồng này, hoặc là cũng có thể hỗ trợ các bạn về khi mà bạn trồng hoa mà cây nó bị làm sai này, bên mình sẽ hỗ trợ 24/7 luôn. Và bên mình cũng có hỗ trợ chuyển chậu miễn phí cho các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn không thích cái chậu như thế này
thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ chuyển sang cái chợ mà bạn ưng ý. Trên đây là một số review của mình về cái hoa, cái cây sen đá sen dung xanh này nhá. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ lên trên website của mình để tìm hiểu thêm nha. Website của mình là cây cảnh hải đăng.com này. Thì hoặc là các bạn nếu mà có thời gian ấy, thì các bạn có thể đến trực tiếp vườn của mình. Địa chỉ vườn là ngách 68/45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội nhá. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây nha. Tạm biệt các bạn nhé.